Xin chào mọi người, đây là kênh Fit You, mình là Quang, đây là em Thủy và đây là em Kiên. Sẽ xuất hiện thêm cho cái series bài tập dành cho bài bụng nhé. Rất nhiều người mẫu khác nhau xoay vòng. Và nhớ một điều là kênh Quang vẫn luôn luôn tuyển thêm học viên và tuyển thêm cả huấn luyện viên nữa nhé. Cái cộng đồng nó luôn mở rộng và cái nhu cầu làm đẹp là không bao giờ tắt cả. Rồi, hãy thử bài tập của Quang đi đã. Xuống sàn đi. Vẫn là 40 giây và 20 giây làm. Rồi. Đã chống khuỷu nhá, chống khuỷu nhá. Hover tư thế đầu tiên này. Nào, đặt hai cái đầu gối xuống. Được chưa? Bây giờ này, cụp cái mông xuống cho nó thấp hơn so với cái thắt lưng. 40 giây để giữ nhá. Hover. Cái lưng nó hơi bị gù lên là đúng, còn gù xuống, võng xuống này là sai nhá. Mông mà cao hơn so với thắt lưng này là chưa đúng. Cụp cái mông vào. Kéo cái cặp quần về phía cái rốn, về phía cái xương sườn dưới cùng ấy, hai cái xương sườn dưới cùng ấy, kéo vào. Cho cái bụng nó gồng cứng vào. Nó thắt vào, nó rúm vào. Nó nóng này. Lái hết cái cảm giác về bụng đó nha. Nó có đau vai, có mỏi đùi. Bỏ qua hết, lái hết cái cảm giác về cái sự khó chịu của cái bụng đấy. Đó. Rồi, động tác tiếp theo nha. Hai cái mũi bàn chân ấy, hai cái ức bàn chân chúng ta mở cách rộng ra đâu đó khoảng một lần vai, cảm giác thôi, cảm nhận thôi, rộng hơn không. Rồi, từ đây này, ta nhấc cái gối lên rồi lại hạ xuống nhá. Cả hai chân. Sẵn sàng, 40 giây lên rồi xuống. Rồi, bắt đầu. Duỗi. Gập. Nhấc chân. Hạ chân. Ái già, cũng gọi là ái già đấy. Ôi dồi ôi đấy. Cứ bình tĩnh thôi. Trong đây để chậm hơn nữa cũng được. Nghỉ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên. Rồi lại xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên. Xuống. Cứ bình tĩnh mà làm. Đừng nổi mông nhé. Bản chất của nó là nhấc cái gối thoát khỏi mặt sàn. Không cần phải duỗi thẳng chân. Chỉ cần cái gối nó không chạm sàn nữa là đạt yêu cầu. Được chưa? Cái bụng nó nóng bừng rồi. Cái bụng trên nó nóng bừng rồi. Đó. Gối không chạm sàn nữa là đạt yêu cầu. Rồi, 2. Nào, có thể nghỉ bằng cách là kéo cái mông về phía cái gót chân như thế này. Rất là khó chịu nhé, bài tập rất là đa dạng nhé. Có người có sức có thể theo được, có thể không. Nhưng ta rất nhiều bài, bài của Thủy, bài của Quang nó tràn ở trên kênh ấy. Nào, còn ai muốn thử thách làm tiếp này. Nhìn này, chân phải, chân trái, rồi hạ phải, hạ trái. Nó nhẹ hơn so với bài trước. Đó. Lên xuống. Lên xuống. Không cần phải duỗi thẳng chân đâu, chỉ cần là cái đầu gối nó không chạm sàn nữa là đạt yêu cầu. Nó sẽ giữ được cái form của chúng ta. Nó sẽ ổn định hơn và nó tác động sâu hơn vào bụng ra. Còn nếu chúng ta lên cao quá, duỗi thẳng chân quá, bắt đầu nó sẽ bị lạc. Cái cảm giác chúng ta sẽ bị lái đâu đó nó vào đùi, đâu đó nó vào vai. Nó lạc đi đâu đó, nó không còn thấy nó nóng bụng nhiều nữa. Hãy chỉ nhấc nhẹ nhàng thôi rồi để đặt xuống luôn. Rồi. Ái chà chà. Rồi, động tác tiếp nhé. Nào, bây giờ mình nhấc từng bên chân một lên nhé. Nhấc chân phải thoát khỏi mặt sàn rồi lại đặt xuống. Bình tĩnh, sau đó nhấc chân trái nhá. Nghỉ đã. 3, 2, 1, bắt đầu. Một chân bất kỳ xuống. Ây da, cứ bình tĩnh mà làm. Thời gian vẫn còn đó, bài tập vẫn còn đó. Cứ bình tĩnh mà hưởng thụ. Điều chỉnh và cảm nhận. Nhớ giữ cái khoảng cách của cái cặp quần và cái rốn nó gần nhau vào. Cái rốn và cái xương sườn dưới cùng nó gần nhau vào. Đấy, cái bụng nó được nóng bừng này. Kéo căng nặng. Ôi trời 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 ôi. Ôi trời 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 trời. Tiếp. Khó chịu. Ok, nghỉ. Chưa hết đâu, đừng bỏ cuộc. Lòi một số thứ, mong là lòi mỡ. Rồi, tiếp này, thử thách tiếp theo. Ta có thể gác một chân lên chân còn lại, hoặc nếu mà có thể nhé. Treo này. 20 giây để treo, bắt đầu. Một chân bất kỳ. Ấy da. Gồng cứng bụng để giữ nhá. Cái chân mà chúng ta treo đừng duỗi thẳng nó. Thấy chưa? Nếu không thì nó sẽ làm cho mình co các vùng khác lên để hỗ trợ giữ thăng bằng.
Trong khi nếu chúng ta co chân này và chúng ta hóp gồng cứng bụng lại thì ở đây là phải gồng bụng và gồng cái vai bên trái, tay trái để giữ cái liên sườn, cái dích chéo bụng, tất cả sẽ tham gia vào để chúng ta giữ thăng bằng. Đổi bên. Ồ, 40 giây mất thôi. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 bài hover, 1 bài plank nữa nhé, 1 bài plank nhé, chưa chưa. Đừng có tắt máy của tôi. Cố lên Thuyền, cố lên Kiên ơi. Nào, sẵn sàng. 40 giây, treo, bắt đầu. Mình có thiếu bài này. Lúc nãy cái bài đầu tiên là mình là đặt gối rồi, đúng không? Còn thiếu bài là treo gối. Đừng duỗi thẳng chân nhé. Làm sao cho cái mông nó thấp xuống. Mông nó thấp hơn so với thắt lưng là đỉnh nhất, khó chịu nhất. 20 giây nữa, 20 giây nữa. Đừng bỏ, đừng bỏ. 1 2 3 4 3 2 1 rồi. Oh yeah. Hey yo, vậy là chúng ta được một phần của bài tập rồi. Chúng ta cảm nhận ra làm sao? Hãy tương tác, comment cho nhau biết, lau chút mồ hôi và rủ thêm bạn tập, rủ thêm những người trải nghiệm cái cơn đau này. Nếu không đủ đau hãy tương tác, hãy báo cho nhau biết là bài chưa ăn thua gì đâu. Hãy quay lại làm tiếp. Bây giờ này, cụp cái mông xuống cho nó thấp hơn so với cái thắt lưng. 40 giây để giữ nhá. Hover. Cái lưng nó hơi bị gù lên là đúng, còn gù xuống, võng xuống hay là sai nhá. Mông mà cao hơn so với thắt lưng này là chưa đúng. Gù cái mông mà kéo cái cặp quần về phía cái rốn, kéo cái cặp quần, cái rốn về phía cái xương sườn dưới cùng ấy, hai cái xương sườn dưới cùng ấy, kéo vào cho cái bụng nó gồng cứng mà nó thắt vào, nó rúm vào, nó nóng này. Lại hết cái cảm giác về bụng đó nha. Nó có đau vai, có mỏi đùi. Bỏ qua hết, lái hết cái cảm giác về cái sự khó chịu của cái bụng đấy. Đó. Rồi, chúng ta tiếp theo nhá. Hai cái mũi bàn chân ấy, hai cái ức bàn chân chúng ta mở cách rộng ra đâu đó khoảng một lần vai. Cảm giác thôi, cảm nhận thôi, rộng hơn không. Rồi, từ đây này, chúng ta nhấc cái gối lên rồi lại hạ xuống nhá. Cả hai chân đi, cả hai chân. Sẵn sàng, 40 giây lên rồi xuống. Rồi, bắt đầu. Duỗi, gập, nhấc chân, hạ chân, ái già, cũng gọi là ái già đấy. Ôi dồi ôi đấy, cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Trong đây để chậm hơn nữa cũng được. Nghỉ, nghỉ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên, rồi lại xuống, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên, xuống, cứ bình tĩnh mà làm. Đừng nổi mông nhé, đừng nổi mông nhé. Bản chất của nó là nhấc cái gối thoát khỏi mặt sàn. Không cần phải duỗi thẳng chân. Chỉ cần cái gối nó không chạm sàn nữa là đạt yêu cầu. Được chưa? Cái bụng nó nóng bừng rồi. Cái bụng trên nó nóng bừng rồi. Đó. Gối không chạm sàn nữa là đạt yêu cầu. Rồi, 2. Nào, có thể nghỉ bằng cách là kéo cái mông về phía cái gót chân như thế này. Rất là khó chịu nhé. Bài tập rất là đa dạng nhé. Có người có sức có thể theo được, có thể không. Nhưng ta rất nhiều bài. Bài của Thủy, bài của Quang nó tràn ở trên kênh ấy. Nào, còn ai muốn thử thách làm tiếp này. Nhìn này, chân phải, chân trái, rồi hạ phải, hạ trái, nó nhẹ hơn so với bài trước. Đó. Lên lên, xuống xuống. Lên, lên, xuống, xuống. Không cần phải nổi, không cần phải duỗi thẳng chân đâu. Chỉ cần là cái đầu gối nó không chạm sàn nữa là đạt yêu cầu. Nó sẽ giữ được cái form của chúng ta. Nó sẽ ổn định hơn và nó tác động sâu hơn vào bụng ra. Còn nếu chúng ta lên cao quá, duỗi thẳng chân quá, bắt đầu nó sẽ bị lạc. Cái cảm giác chúng ta sẽ bị lái đâu đó nó vào đùi, đâu đó nó vào vai, nó lạc đi đâu đó, nó không còn thấy nó nóng bụng nhiều nữa. Hãy chỉ nhấc nhẹ nhàng thôi rồi để đặt xuống luôn. Rồi, ái chà chà. Rồi, động tác tiếp nhé, động tác tiếp nhé. Nào, bây giờ mình nhấc
nhấc từng bên chân một lên nhé, từng bên chân một lên, nhấc chân phải thoát khỏi mặt sàn rồi lại đặt xuống bình tĩnh, sau đó nhấc chân trái nhá. Nghỉ đã, nghỉ đã, nghỉ đã. Bài một, bắt đầu. Một chân bất kỳ xuống, một chân bất kỳ xuống. Ấy da, cứ bình tĩnh mà làm, cứ bình tĩnh mà làm. Thời gian vẫn còn đó, bài tập vẫn còn đó, cứ bình tĩnh mà hưởng thụ, điều chỉnh và cảm nhận. Nhớ giữ cái khoảng cách của cái cặp quần và cái rốn nó gần nhau vào, cái rốn và cái xương sườn dưới cùng nó gần nhau vào. Đấy, cái bụng nó được nóng bừng này, kéo căng nè. Ôi trời 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 ôi. Úi trời 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 trời. Tiếp. Khó chịu. Ok, nghỉ. Chưa hết đâu nha, chưa hết đâu, đừng bỏ cuộc. Lòi một số thứ, mong là lòi mỡ. Rồi, tiếp này, thử thách tiếp theo. Ta có thể gác một chân lên chân còn lại, hoặc nếu mà có thể nhé, treo này. 20 giây để treo, bắt đầu. Một chân bất kỳ. Ấy da, gồng cứng bụng để giữ nhá. Cái chân mà chúng ta treo đừng duỗi thẳng nó. Đấy chứ, nếu không là nó sẽ làm cho mình co các vùng khác lên để hỗ trợ giữ thăng bằng. Trong khi nếu chúng ta co chân này và chúng ta hóp gồng cứng bụng lại thì ở đây là phải gồng bụng và gồng cái vai bên trái, tay trái để giữ cái liên sườn, cái dịch chéo bụng, tất cả sẽ tham gia vào để chúng ta giữ thăng bằng. Đổi bên. Ồ, 40 giây mất thôi. Tiếp đi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một bài hover, một bài plank nữa nhé. Một bài plank nhé, chưa. Đừng có tắt máy của tôi. Cố lên Thuyền, cố lên kia ơi. Nào, sẵn sàng. 40 giây, treo, bắt đầu. Mình có thiếu bài này. Lúc nãy cái bài đầu tiên là mình là đặt gối rồi, đúng không? Và thiếu bài là treo gối, đừng duỗi thẳng chân nhé. Làm sao cho cái mông nó thấp xuống, mông nó thấp hơn so với thắt lưng là đỉnh nhất, khó chịu nhất. 20 giây nữa, đừng bỏ. 1, 2, 3, 4. Ôi, 3, 2, 1. Rồi. Oh yeah. Hey, thêm một buổi tập nữa đã được hoàn thành, thêm một nội dung đã được chinh phục. Và chúng ta cảm nhận ra làm sao? Hãy đăng ký khóa học, đăng ký riêng huấn luyện viên cho mình. Có thể chọn Thủy, có thể chọn em Kiên, có thể chọn Quang. Và tâm sự với nhau là chúng ta cần có những cái nhu cầu gì về làm đẹp nhé. Ok, hẹn gặp lại buổi tập sau.